Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái làm 10 người thương vong, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời hỏi thăm ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. Như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm nay 22 tháng 4, tại phân xưởng nghiền nhà máy xi măng thuộc công ty xi măng Yên Bái xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương. Hiện nay công tác khắc phục hậu quả, khám nghiệm hiện trường, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ nạn nhân tử vong đang được tỉnh Yên Bái tích cực chỉ đạo khẩn trương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại phân xưởng nghiền nhà máy xi măng thuộc công ty xi măng Yên Bái, lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu chữa nạn nhân bị tai nạn. Theo lãnh đạo tỉnh Yên Bái, trước mắt tập trung cứu chữa 3 người bị thương ở mức cao nhất, đề nghị cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết hậu quả cho người tử nạn. Yêu cầu công ty xi măng Yên Bái tiếp tục duy trì sản xuất đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác điều tra khám nghiệm. Trước mắt, mỗi người tử vong được hỗ trợ 228 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 56 triệu đồng. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tiếp đại sứ Nhật Bản Yamada Takio đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng Đại sứ Yamada Takio đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp quan trọng của Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá cao đóng góp của Đại sứ trong thúc đẩy nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt, không ngừng củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai nước là thành viên. Đồng chí Phan Đình Trạc mong rằng với cương vị mới, đại sứ tiếp tục dành sự quan tâm và có những đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển, hiệu quả. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Công nghiệp bán dẫn là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử. Đây là ngành công nghiệp quan trọng cốt lõi cho sự phát triển công nghệ hiện đại, ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác và trong quốc phòng an ninh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thị trường chip bán dẫn của thế giới có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 14% mỗi năm liên tục trong 20 năm vừa qua. Hiện có nhiều doanh nghiệp bán dẫn lớn đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tận dụng nguồn nhân lực tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo được 50.000 kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn. Có giảng viên giỏi, có nhiều hơn số giảng viên giỏi trong nước và thu hút giảng viên chuyên gia từ nước ngoài, từ doanh nghiệp làm cái lĩnh vực này. Và thứ ba là phải có được cái cơ sở chất trang thiết bị thí nghiệm tốt, không phải chỉ ở cái phần chuyên sâu về thiết kế mà phải đào tạo từ cơ bản, những môn khoa học cơ bản cho tới những cái ngành đào tạo, rồi sau đó cái phần chuyên sâu. Thế rồi thứ tư là mới là cái chương trình đào tạo. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tiễn, đại diện các trường đại học cũng cho rằng cần có những cơ chế chính sách đột phá để thu hút nhân lực đào tạo cho ngành này. Đến năm 2030, Việt Nam vẫn chưa thể chủ động trong sản xuất chế tạo, vì vậy sẽ không có thị trường đủ lớn để tạo động lực cho học sinh, sinh viên lựa chọn ngành học. Thị trường Việt Nam còn nhỏ. Và nguồn nhân lực đào tạo ra mà với cơ chế thị trường như hiện nay, thì báo cáo Hồ tướng tuyển sinh không hề dễ tí nào cả. Cơ chế đặt hàng chúng ta cũng chưa rõ.
Các chuyên gia cũng lưu ý cần tránh bẫy đào tạo nhân lực thực hành gia công, cần đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, có chính sách ưu tiên cụ thể cho các bên tham gia hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghiệp bán dẫn. Ước tính đến năm 2030, ngành công nghiệp bán dẫn có thể tạo ra 154.000 việc làm gián tiếp, đóng góp 360.000 tỷ đồng vào GDP của nước ta. Thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 22 tháng 4, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện một đám cháy lớn có nguy cơ lan rộng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại khu vực giáp danh giữa khu dân cư với công ty cổ phần Toàn Hải Vân, địa chỉ tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngay sau đó, thì đơn vị đã nhanh chóng điều động 50 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện trang thiết bị chữa cháy có mặt tại hiện trường để phối hợp với bà con nhân dân trên địa bàn khẩn trương dập lửa, không để đám cháy lan rộng. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, cùng với các phương án dập lửa hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và các lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, tiếp tục triển khai các biện pháp trực canh, theo dõi và bảo đảm an toàn. Sau nhiều ngày xét xử, chiều nay Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm V-Medimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội. Bởi trước đó hội đồng xét xử quay lại phần thẩm vấn xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Loan về các bút lục mà bị cáo Loan khai là giả. Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thị Loan khẳng định có 37 bút lục, cả nội dung và chữ ký đều không phải của bị cáo khai và ký nhận, có nhiều nội dung và tình tiết mà bị cáo chưa nghe thấy bao giờ. Bị cáo Loan cũng khai rằng điều tra viên có tên là Bùi Đức Hiếu chưa bao giờ lấy lời khai của bị cáo. Thêm vào đó, bị cáo Bùi Thanh Huyền và bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Lê, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, khai quy trình xác định giá khởi điểm là có sự tham gia của nhiều cán bộ công chức thuộc các bộ phận chức danh khác nhau và của liên ngành thành phố Hà Nội nên chỉ xác định được hai bị cáo có hành vi phạm tội là chưa hợp lý. Hai bị cáo chỉ là hai trong số những người tham mưu giúp việc và trình cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm và việc quyết định giá khởi điểm thuộc thẩm quyền của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với một số cán bộ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử đã quyết định trả lại hồ sơ vụ án này cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội để điều tra bổ sung và làm rõ các nội dung, giám định chữ ký của bị cáo Nguyễn Thị Loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên Bùi Đức Hiếu, xem xét lại các hành vi và tội danh của bị cáo Trần Công Tuyên, xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê và xem xét điều tra lại một số vấn đề liên quan đến vụ án này. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt quyết định số 768 ban hành đề án phát triển y tế thông minh tại TP Đà Nẵng. Đề án nhằm xây dựng từng bước hình thành hệ thống phòng bệnh thông minh, hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế. Mục tiêu đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ hình thành hệ thống y tế thông minh trên cả 3 trụ cột chính bao gồm hệ thống phòng bệnh thông minh, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh và hệ thống quản trị y tế thông minh. Trong đó tiêu chí xác định là 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng bộ mã định danh y tế ID, sử dụng mã định danh cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng ID y tế trong các phần mềm quản lý liên quan đến công dân. Đề án được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu của các đơn vị với tổng kinh phí gần 490 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp công tác quản lý điều hành các hoạt động ngành y tế được tốt hơn, cải tiến công tác quản lý cũng như phong cách làm việc của cán bộ, nhân viên, nâng cao hiệu quả của công tác phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị, giáo dục và đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học trong ngành y tế.